này nè, chuyển lời tới cô Linh với chú Thình. Tôi là ở An Giang, ở An Giang Châu Đốc, thì tôi cũng nghe nhiều, rất là nhiều kinh, tôi cũng bức xúc, cho nên tôi cũng gửi lên cái kinh này để mà chú phát lên trước cộng đồng mạng và cho cô bác trong ngoài nước để nghe những lời gì của tôi tâm sự, tôi bức xúc. Không, tại vì qua là coi như ông thầy Thích Minh Tuệ và anh là của chú Tấn, em của chú Tấn và anh của Úc Thìn, thì giờ trên vấn đề thầy thầy Thích Minh Tuệ, từ ngày thầy đi từ tháng 5 xuất phát tới giờ, và tôi rất là theo dõi các kinh các mạng, các kinh đài mà để tôi theo dõi, thì tôi thấy cái hạnh tu Đầu Đà của thầy rất là chân quý, trân trọng đối với bản thân của tôi. Và trong ngoài nước có một số Phật tử người ta kính trọng, hâm mộ thầy vì cái đức hạnh của thầy tu nó quá cao đi, cho nên mình nhìn thấy được cái đường lối của thầy tu theo hạnh Đầu Đà của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, là coi như là của chân Phật, là thầy đi được con đường đó, thầy tu và thầy ngộ ra được con đường đó, và mình nhìn theo cái con đường tu của thầy mà mình cảm thấy thương thầy và thương thương các thầy nhỏ. Nhưng mà tại sao cô Linh thấy không, vợ của Úc Thìn tôi nói cho cô nghe nè, thấy không, tôi chuyển nhờ cái kinh của chú này, tôi chuyển lời cho vợ chồng Úc Thìn biết tại sao. Cô là một con dâu, cô sống một trong gia đình có chân pháp đạo Phật và một vị Phật thầy Thích Minh Tuệ đang là tu hạnh 13, cái hạnh Đầu Đà này, thầy bây giờ là rất là đắc đạo và rất nhiệm màu theo cái đường chân lý đạo Phật con người của mình, người sát phàm mình, chân lý đạo Phật của mình nhìn mình soi gọi, mình nhìn thấy được, mình hiểu được tại sao mà ngày hôm nay chuyện trong gia đình, tại sao cô lên mạng cô nói những cái vấn đề của bên anh chồng của cô là chú Tấn. Chú Tấn là anh cả, kế nữa là ông thầy Thích Minh Tuệ là anh hai, thì kế nữa còn một người em gái nữa với chồng của cô là Úc Thìn. Tại sao cô ở được tại gốc của chân lý Phật đi ra mà tại sao cô không nhìn thấy được những cái chuyện mà cuộc sống ngày hôm nay bị gì, sao bị gì hôm nay là thầy từ ngày tháng 7 thầy ẩn tu tới ngày hôm nay tới bây giờ, cô thấy trên mạng xã hội này nó xảy ra rất là nhiều chuyện ma tăng xàm tăng mà nó theo để nó phá thầy như thế nào, mà tại sao cô tiếp tay cô bắt cầu thang, cô tiếp tay vợ chồng Úc Thìn, chồng bất lực, con vợ không biết dạy, không biết dạy dục con vợ, không biết nói một tiếng nào với con vợ, mà để cho con đồng lòng hai vợ chồng đóng tuồng lấy vẻ thưa mà che mắt thánh đóng tuồng để bắt cầu thang, làm cho ma tăng xàm tăng nó xâm nhập vô là như thế nào. Tại sao mình nhìn thấy được anh ruột của mình đó đi tu như vậy đó, được một cái phước lộc mà ơn trên trời ban soi gọi, mà đức chân tu của thầy Thích Minh Tuệ là anh của mình đó, tại sao mình không học hỏi con đường hay, con đường lẽ phải, con đường lương tâm đạo đức con người của mình ngồi cho chúng hướng chúng chỗ, mà tại sao mình còn tiếp tay với ma tăng xàm tăng để mình làm những cái điều này, cũng như giờ mình kêu gọi nè, mình bắt cầu nè, thấy không, mình bắt cây cầu thang để mình mời, mình kêu gọi đám ma tăng xàm tăng nó vô, nó quấy nhiễu và nó chà đạp trên cái vấn đề của thầy. Tiếp tục thêm, tại sao mày nè, trong gia đình nè, thấy không, vợ thằng Thình nè, em dâu mà nè, con Linh nè, con Linh này giờ tôi nói thiệt á, các mạng cộng đồng nghe tôi nói nè, tôi không đặt tên nó là con Linh đâu, mà tôi đặt nó trên con Thị Miễn Hai, con Thị Miễn Hai, con Thị Miễn Hai, một con Thị Miễn á, ma tăng xàm tăng rồi. Bây giờ tôi lên nói với cộng đồng, tôi sẽ chính thức đặt cái con Linh vợ của Úc Thìn này là con Thị Miễn Hai, con Thị Miễn xàm tăng,
nghe không, con thị miễn hai, con thị miễn một là giờ nó được biệt danh là con thị miễn hai đó. Tôi nói với cộng đồng cô bác anh chị em trong ngoài nước như vậy, tại sao ngày hôm nay trong gia đình mà để xảy ra công việc này? Giờ trên xã hội có nhiều người thì lại nói á, nhiều cô bác anh chị em tâm lý sao tôi không biết, tôi không cần biết, nói tại sao chuyện gia đình người ta, chuyện gia đình người ta mà đi nói vô làm gì? Ủa chuyện gia đình người ta khi nào người ta nói trong nhà người ta mà mình lại mình khỏ cửa người ta, mình kêu ừ mở cửa ra đi nói cho tôi nghe dưới, cái đó là mình mới là người sai. Còn chuyện gia đình người ta lên cộng đồng xã, cộng đồng mạng, tất cả rộng rãi thuộc về cộng đồng mạng rồi, tất nhiên người ta phải tham gia thôi, không có còn nói vấn đề cái chuyện này là chuyện của người ta, mình đừng nói vô những cái chuyện mà nói chuyện của người ta mà nói như vậy, toàn là sầm tăng nó theo để nó nói câu nói đó, ma tăng sầm tăng thôi. Còn nếu người biết nhận xét hiểu biết được á, thì đừng bao giờ nói cái câu vợ con thị miễn hai này nè, là con Linh á, vợ Thình á, nó lên nó nói như vậy á, gọi là chuyện của người ta nữa nghe. Còn những người mà nói cái phát ngôn mà chuyện của người ta đó là cũng không thua gì con thị miễn hai này đâu, còn hơn nữa chứ không có thua. Tôi nói tôi bức xúc lắm, vì sao? Vì tôi á không có chữ nghĩa bao nhiêu chứ, tôi rất là dốt. Tôi nói thiệt với cô bác, cộng đồng mạng tôi dốt, tôi không biết chữ nghĩa giỏi, tôi không có biết, nhưng mà tôi coi thầy Thích Minh Tuệ, tôi theo dõi thầy từ khi thầy đi ngoài Bắc, Trung Nam Bắc mà tới vô tới Quảng Bình, Quảng Ngãi, mà tới khi thầy dừng bộ, dừng chân cho tới ngày hôm nay. Cái hạnh của thầy tôi rất là trân quý, yêu mến, thương yêu, kính trọng thầy. Hiện giờ thầy trong thâm tâm tôi cũng như một một vị Phật sống của tôi mà tôi tôn trọng. Tôi rất là thương một cái hạnh đầu đà của thầy và các Phật nhỏ, tôi coi rồi tôi rơi nước mắt. Nhưng mà tại sao trong nhà mình lại có một cái con yêu tinh xà tinh, con thị miễn hai là con Linh vợ của Út Thình? Út Thình quá bất lực, Út Thình không xứng đáng, Út Thình không xứng đáng. Nói thật lòng với cô bác, Út Thình dù nè, nói đi nha, à, con thị miễn hai con Linh vợ của Út Thình, mình nghe những lời tao nói, tao nói tao nhờ cái chuyển lời cái kinh này của chú trai đồng bằng, thấy không? Mày nghe được đi, mày nghe những lời, năm nay 60 mấy tuổi rồi, 62 rồi chứ không còn trẻ, chắc có lẽ bực tức quá phải nên nói, nhiều khi tức lắm rồi không thể nào chịu đựng nổi hết. Bị gì sao mày nói á, thầy á, thấy không? Thị miễn hai, thị miễn hai này á, thị miễn hai này là con thị con Linh mà vợ của Út Thình, vợ chồng Út Thình, nghe nói nghe coi như á, con Linh này á, nó lên nó phát biểu cộng đồng, nó nói ông thầy Thích Minh Tuệ như là cục mồi béo bở của nó, là của nó là nghĩa là chú Tính, mà anh chồng của nó cũng kêu là nó, con người nó quá mất dạy, bị gì cái dân trôi sông lật chợ nó đâu có hiểu biết gì nữa đâu. Nhưng mà giờ nó nói thôi, giờ có một cái YouTube của nó là nó nói thêm, nó nói thôi giờ em nói, em lên đây em nói với cô bác nha, là giờ cô bác khuyên em, cộng đồng khuyên em không nói nữa, em không nói nữa nghe cộng đồng, để em nói nữa thì ra thêm tên nữa, đụng chạm thêm người nữa đó, thấy không? Thấy rõ ràng không, đụng chạm là đụng chạm như thế nào, đụng chạm làm sao đó, mày yếm chỉ chị dâu chị chồng mày đúng không? Bây giờ chú Tấn là người anh cả rồi, giờ thêm chị chồng đúng không? À, rồi ăn thầy Minh Tệ, mày rất là xúc phạm nha. Con thị miễn hai là con Linh vợ của Út Thình, mày xúc phạm tới ông thầy Thích Minh Tệ, mày sẽ coi mày tiêu tan cuộc đời mày ha. Còn thậm tệ hơn cái đội ma tăng xàm tăng mà nó đang theo quậy phá ông thầy từ hôm lúc trước tới giờ. Con thị miễn đó, nó có dám gì Việt Nam này không? Mày thấy đi, nó ở bên kia đó, nó đi á là xuất khẩu lao động nước ngoài đó, nó có dám mang cái bằng mặt của nó về tới Việt Nam này không? Đó không, mày nhìn thấy đi, rồi bao nhiêu cái hậu quả mày sẽ lãnh lãnh hơn những cái tụi ma tăng sầm tăng này đó.
mới cái vừa sóng yên gió lặng, im im hơn thị miễn nó mới bớt bớt chửi lên, giờ giờ mày bắt tay với nó nữa hả? Bắt tay mày liên kết với nó, mày có số điện thoại của nó cho mày được nhiêu tiền mà mày lên mày nói gì vậy? Ừ? Mày ăn được nhiêu tiền của con Sikula, Sikuleo gì mới về nhà thầy đó, thăm mẹ thầy á, bố mẹ thầy ra năm bảy người trồng cây trồng bông trồng hoa gì trong vườn của thầy, tụi bay lấy giấy the mà che mắt thánh, không có qua được cộng đồng mạng đâu, nói cho tụi bay biết tụi bay làm những gì ha, sai trái với lương tâm thì tụi bay tự hiểu. Tụi bay chuẩn bị coi nè, coi cái hậu quả của vợ chồng con Thị Miễn hai là con Linh, vợ chồng của con Thình đóng tuồng bắt cầu thang, thấy không? Mày giờ mày ăn củ năng á, thấy không? Đừng nói ăn năng, mày ăn củ sắn á, mày ăn củ sắn mấy chục ký củ sắn chưa có ho mà được nữa, chứ đừng nói ăn năng. Mày ăn năng rồi đây sau này á, trên cộng đồng mạng sẽ hiểu ra rồi thương em, không có ai thương mày đâu. Trận này mày lo chuẩn bị đi đó, là ba cái đồ mày bán trên mạng cộng đồng mạng đó, cô bác anh chị em nghe những lời tâm sự của tôi bức xúc đó, đừng có bao giờ mua những gì của con Thị Miễn hai này là con Linh vợ chồng của con Thình nữa nghe, mà cần đừng bao giờ mà gọi là cái cốc đó là cốc của ông thầy Thích Minh Tuệ, phải để trên cái bảng đó là cốc của vợ chồng Linh Thình đó, kêu á, kêu á mà Út Thình á, thấy không, cạo đầu đi vô đó mặc bộ đồ á, ba y bột bát đi ngồi trong đó, rồi con Linh này á, nó ngoài nó mở cổng ra vô cho phái đoàn Phật tử người ta tới để cốc Linh Thình, chứ không có còn không có phải là cốc của thầy Thích Minh Tuệ nữa. Đừng có thâm tâm lại đó mà để đi lại đó viếng cúng tâm nguyện mà để lại đó tưởng nhớ tới thầy, đừng có lại đó nữa. Mày chuẩn bị đi cái vườn sầu riêng của mày, mai mốt mai kia mốt nọ có trái rồi á, có nhiều rồi á, người ta mà mày làm ác nhiều quá người ta cũng không có công của mày mua đâu, để vợ chồng mày phơi khô ăn luôn đi, ăn đi rồi đồ trên mạng nó chuẩn bị ăn nè, rồi hậu quả chuẩn bị tới nè, không biết mày nhận được bao nhiêu tiền ha của Sàm Tăng Ma Tăng này, mà giờ mày nổi lên mày yêu tăng Sàm Tăng Ma Tăng này mà mày làm những cái chiêu trò này, mày lấy giấy the mày che mắt thánh, mày nói sau này hả thì cũng ai cũng tha thứ mày, không ai tha thứ đâu, tao mà còn sống thôi á, mày mà làm ác á, làm những cái vấn đề xúc phạm tới thầy tao bức, tao còn chửi mày nữa, không có thôi, không có thôi chửi đâu, cộng đồng mạng không có tha thứ cho mày, tội cái tội của mày lớn lắm. Tại sao? Tại mình mày không nhìn thấy được, mày không nhìn thấy được những gì mà chú Tấn làm. Mày nhìn đi, bây giờ ông thầy Thích Minh Tuệ các bao nhiêu chùa đều lên thế này thế kia thầy, đó không, không xác nhận cái đạo hạnh của thầy là cái chân lý của thầy tu đi bộ ăn chay mà đi đầu trần chân đất như vậy, đó không, trong á, giáo hội Phật giáo Việt Nam mình đó không có đồng ý không, các giáo hội Phật giáo Việt Nam mình không xác nhận, mà thầy nói thầy cũng đâu có tu trong giáo hội nào, thầy tu theo chân lý, thầy đang đi học hỏi theo thầy à, theo Phật à, thầy đang đi học chứ thầy cũng chưa có xưng thầy là gì đây, thầy 1.000 đồng thầy cũng không nhận, một buổi cơm ăn của thầy chỉ đủ ăn thôi, không không nhận hơn không nhận dư, không sợ mà bỏ phí ra để công trùng công giế mà mang cái tội nghiệp. Mà tại sao mày ngày giờ này mày theo cái đám ma tăng nào, mày lên coi mày nói coi, ừ giờ tôi lỡ rồi mày ngậm hết một cục rồi, 4 5 70 cục rồi, tiền nhiều quá phải không, trả lại mất rồi á, một thằng một con á ma tăng á Lê Thị Miễn rồi là người ta chịu không nổi rồi, thấy không, người ta bức xúc rồi, người ta cũng không có, cộng đồng mạng này là kêu bằng thúi gùm con Lê Thị Miễn, không xứng đáng để nói chuyện về Việt Nam này nữa, còn tới giờ mày á, nắm tay thêm con Lê Thị Miễn thứ hai nữa hả, Linh Linh và Út Thình quá bất lực mà. Không có còn nói vấn đề đồng chồng đồng vợ mà đóng tuồng cả lương tuồng vợ chồng Út Thình này nè, bởi vì mày mới nói phim còn dài lắm,
Kinh còn dài lắm, đúng rồi, còn dài lắm. Tại vợ chồng mày đang đóng tuồng mà. Cả Lương á, cả Lương lên mà Úc Thình với Linh, Linh á, Lê Thị Miễn hai đang đóng tuồng, đóng rất là dài. Cô bác phải sợ chờ xem coi từ 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 nó văng ra hết á. Cái nồi cơm điện của thầy á, nó chiếu hết rồi. Nó chiếu ra cái bằng từ chùa lớn tới chùa nhỏ, từ trên núi cho xuống tới đồng bằng, thấy không? Rất là nhiều, từ non xuống biển. Tại sao mày không nhìn thấy? Giờ tất nhiên trong nhà chiếu luôn con quỷ yêu tinh nhành nhện, con thị miễn hai, một con thị miễn một rồi, giờ tìm tới có được xuất hiện thêm một con yêu quái thị miễn hai ở tại trong trong nước Việt Nam này. Con thị miễn một á, là nó ở nước ngoài, nó đi nó trốn được Việt Nam, nó đi qua bển, nó đi ở đỡ bển á. Cái giờ tới thêm con thị miễn hai ở Việt Nam xuất hiện lên, thế đó à, ghê gớm luôn. Rồi còn thêm một cái á, tại sao á, mình á là được ở chân Phật, ở tại đất Phật, anh của mình như vậy là ông Thích Minh Tuệ. Tại sao mình không học hỏi theo thầy để mình làm lương tâm của mình nhìn xét được, mình làm được những cái chuyện hay lẽ phải, học hỏi và mình còn lên trên cộng đồng mạng, mình còn tiền bạc hơn thua tranh chấp anh Tuấn, có làm được gì không? Vợ chồng đó, Lê Thị Miễn, Úc Thịnh, à, con Linh, Linh Lê Thị Miễn hai này, vợ chồng mày cứ lên làm được những ngày thầy xuất hiện tới bây giờ, từ tháng 5, tháng 6, 7, 8, tháng 9, tháng 10 tới ngày hôm nay, vợ chồng mày có gây ra làm được những cái chuyện gì gọi là giúp đỡ cho thầy không? Mày còn nói giờ thầy, em không muốn thầy về cốc em không muốn thầy về cốc em. Trời ơi, thầy về cốc em có 3 ngày à, mà vợ chồng em 3 4 giờ khuya, 2 3 giờ khuya thứ phải thức dậy, 4 5 giờ khuya phải thức dậy, em đi ngoài nắng ngoài nôi, mặt mày em đen đuốc hết. Thầy đi khất thực, thầy có mắc gì cho mày để mày lôi đi ra ngoài nắng đen, mày đen đúa, con người mày dốc xạo quá vậy, mày láo phét quá vậy, mày quá trời tội rồi. Linh ơi, con thị mẹn hai ơi, thị miễn hai, thấy không? Mày á, là con thị miễn hai, tao đặt cho mày con thị miễn hai trên xã hội Việt Nam này. Một con thị miễn kia nó không dám về nước đâu, giờ tới mày mà con thị miễn hai là con vợ của Úc Thình á, con linh mỏ nhọn, con linh chuột, con chuột kêu bằng con chuột mà ăn chuột thơm á, thì người ta còn quý con chuột, mà con chuột kiển á, người ta nuôi người ta chân quý lắm nha, người ta mua mít mua trái cây rồi người ta cho nó ăn. Còn con chuột này con chuột ống cống, nó ăn đồ dơ quá, nó ngu, nó đâu còn biết những gì đâu, nó không còn biết đó. Thế gửi cho chú á, tôi vì bức xúc quá, tôi Rồi, rất là kính ok, trọng thầy, rồi. tôi rất là kính trọng thầy, và tôi rất là thương cái hạnh của thầy á, là rất trọng cái hạnh của thầy, 13 hạnh đầu đà của thầy học theo chứ Đức Phật, tôi rất là kính trọng. Nhưng mà con Linh Thị Miễn này nè, thấy không, vợ chồng Úc Thình á, em của thầy Minh Tuệ nè, hãy chờ coi, tụi bay đừng có đóng tuồng nữa, Rồi, tụi bay ok đóng cô. tuồng nhiều thôi Dạ rồi, rồi ok cô đó. ha. Rồi, vậy rồi rồi coi ha, rồi rồi vậy, cảm rồi. ơn chú nhiều nha. Rồi, ok Đó, cô. nghe Dạ. gửi lên cho con thị miễn hai này giúp giùm tôi để cho nó nhận xét ra được những cái lời nói của tôi coi như thế nào Rồi, đó. ok.